Cup 2023, Albania giành vương miện đầy thuyết phục, nhưng chiếm spotlight là người đẹp Canada và Belarus. Mid Earth Việt Nam tụt vương miện đầy tiếc nuối khi khả năng tiếng Anh cực ổn nhưng trả lời lệch đề và chỉ được A2. Mỹ nhân được lời lớn khi nằm không cũng được nhắc tên là Bùi Quỳnh Hoa, một mình chị out top trong dàn hoa hậu Việt được cử đi thi quốc tế trong năm nay. Tối ngày 22 tháng 12, đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Trái đất 2023 đã chính thức diễn ra với vương miện thuộc về đại diện tới từ Albania. Trong khi đó, Á hậu 1, Mid Earth E thuộc về người đẹp Philippines, Á hậu 2, Mid Earth Quarter thuộc về Việt Nam và Á hậu 3, Mid Earth 5 thuộc về đại diện tới từ Thái Lan. Với nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo lại thêm hai màn trả lời ứng xử bằng tiếng Anh cực lưu loát, người đẹp Albania đã giành chiến thắng thuyết phục. Cô đã trở thành người kế nhiệm của Mina Suchoi và vượt qua những đối thủ nặng ký như Thái Lan, Philippines và Việt Nam để giành vương miện. Khiến người hâm mộ Việt không khỏi tự hào là Đỗ Thị Lan Anh, Mid Earth Việt Nam 2023 vừa đăng quang được vài tháng đã phải tham gia thi quốc tế. Dù vậy, Lan Anh vẫn trang bị cho mình đầy đủ sự tự tin, những màn trình diễn thuyết phục và hơn hết là vẻ ngoài xinh đẹp, sáng sân khấu mỗi khi xuất hiện. Một trong những ưu điểm lớn nhất giúp cô đoạt được ngôi vị Á hậu 2 đó là khả năng trả lời tiếng Anh trôi chảy. Nàng hậu đã có màn nuốt mic trong vòng ứng xử của top 8. Tuy nhiên, sang đến top 4, Lan Anh dường như không hiểu rõ câu hỏi nên phần trả lời có hơi chút lạc đề. Dù vậy, những gì mà nàng hậu Việt Nam thể hiện cũng đủ để cho cô thuyết phục ban giám khảo, giúp cô có được ngôi vị Á 2 ở cuộc thi này. Mặc dù Albania giành vương miện, Philippines, Thái Lan, Việt Nam có được ngôi Á hậu, song spotlight đêm chung kết lại thuộc về hai đại diện khác là Canada và Belarus. Với Canada, cô gặp sự cố khi catwalk lúc gọi tên top 20 và màn đá khăn lên cực dứt khoát đã giúp người đẹp này nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả. Còn đại diện Belarus, không rõ cô có xem Miss Intercontinental 2023 hay không, mà trong lúc mọi người đang chung vui với tân hoa hậu, thì người đẹp này tranh thủ khoe sắc, gây chú ý trước ống kính dù đã bị loại. Cuối cùng, một mỹ nhân nữa cũng được nhắc đến nhiều không kém Đỗ Lan Anh, đó là Miss Universe Việt Nam 2023 Bùi Quỳnh Hoa. Dù cuộc thi này chẳng liên quan gì đến chị, nhưng chị lại được gọi tên không ngừng trên mạng xã hội. Lý do là vì trong dàn người đẹp Việt được cử đi thi quốc tế năm nay, có mỗi Bùi Quỳnh Hoa là bị loại ra tận mé mương, đến top 20 cũng không vào nổi. Nhiều cư dân mạng thống kê lại thành tích của các hoa hậu thi quốc tế năm nay, có thể thấy ai nấy đều làm rất tốt, mang về một năm bội thu Á hậu. Phương Nghi thi Hoa hậu quốc tế ít ra được lọt top 20 và xếp thứ 9 chung cuộc. Lê Hoàng Phương thi Miss Grand đạt Á hậu 4. Ngọc Hằng thi Miss Intercontinental đạt Á hậu 2. Đặng Thanh Ngân thi Hoa hậu siêu quốc gia đạt Á hậu 4. Và gần nhất là Đỗ Thị Lan Anh với danh hiệu Á hậu 2 Miss Earth. Chỉ riêng Bùi Quỳnh Hoa là phá đội hình đẹp, top 84 của Miss Universe. Bảo sao mà fan sắc đẹp không cay cú cho được.